Xin chào anh chị và các bạn. Chúc mừng anh chị và các bạn. Đây là dòng sản phẩm xe Ben Hovo 4 chân, mẫu cabin là V7G, sản xuất năm 2019, thùng đúc. Xe được trang bị một giường nằm, động cơ tiêu chuẩn khí thải là Euro 5, model là CNHTC, công suất là 380. Xe được trang bị cầu AC16. Đây là cầu tốt nhất của tập đoàn Sinotruk Trung Quốc. Thùng xe có đáy là dày 6 ly và thành thùng là 4 ly, được làm bằng thép cường lực cao. Kích thước thùng thì chiều dài thùng là 6m4, chiều rộng là 2m3 và chiều cao là gần 1m. Sassis là 8x8, xe sử dụng lốp là lốp 1002, lốp có xăm. Hệ thống nhíp thì xe sử dụng 12 lá nhíp phía sau và trước là 11 lá nhíp. Nhiên liệu tiêu thụ định mức của chiếc xe là 28-30 lít trên 100 km. Xe được bảo hành 24 tháng hoặc 80.000 km. Hiện nay cái dòng xe Ben 4 chân 2019 đang có giá là 1 tỷ 445 triệu tại thị trường Việt Nam. Quý khách hàng mà có nhu cầu về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại ở phía dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.